thế giới ngày càng bất ổn khi các nước không ngừng xảy ra tranh chấp và xung đột. Lực lượng quân sự dường như luôn sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt. Tuần này căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Mỹ điều máy bay ném bom đến Trung Đông và hứa hẹn sẽ còn tung nhiều đòn tấn công vào kinh tế của Iran. Liên quan đến căng thẳng này, các công ty của Nga và Trung Quốc có liên quan cũng bị họa lây. Theo đó, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối hành động này của Mỹ, còn về phía Nga đã không lên tiếng nhưng lại có một cuộc xung đột khác. Với quyết định rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở của Mỹ, Nga đã vô cùng tức giận và dọa sẽ đáp trả một cách cứng rắn. Hai nước đã không ngừng cáo buộc sai phạm của nhau và từ đây căng thẳng Nga-Mỹ cũng leo thang. Bất ngờ là dù không tham gia vào Hiệp ước nhưng Trung Quốc lại chỉ trích hành động của Mỹ và tự cho mình quyền phát triển vũ khí. Theo đó, Trung Quốc lại ngày càng có nhiều hành động ngang ngược ở Biển Đông, bất chấp vi phạm luật pháp quốc tế. Và ít ai biết rằng tất cả đều là kế hoạch mà Trung Quốc đã vạch ra từ rất lâu. Đó là kế hoạch gì? Vì sao Trung Quốc có thể tự tin hành động ngang ngược đến như vậy? Câu trả lời sẽ có ở Thế giới trong tuần của FBNC. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lại một tuần trôi qua và chính trường thế giới lại tiếp tục dậy sóng bởi những cuộc xung đột và tranh chấp của các cường quốc. Tâm điểm của tuần này, FBNC xin đề cập đến mối quan hệ như nước với lửa giữa bốn nước Iran, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Thưa quý vị, thời gian gần đây có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump có cuộc họp tại phòng bầu dục vào hôm 12 tháng 11 với các cố vấn hàng đầu và yêu cầu cấp dưới nêu các phương án tấn công các cơ sở hạt nhân Natan của Iran. Theo nguồn tin giấu tên, thì những tháng cuối trong nhiệm kỳ 2016-2020 của ông Trump là giai đoạn rất nhạy cảm. Việc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran có thể khiến Iran trả đũa nhắm vào Israel hoặc thông qua những nhóm dân quân tại Trung Đông. Vì thế, dạo gần đây, lực lượng phòng vệ Israel đã được chỉ đạo sẵn sàng mọi phương án với kịch bản Mỹ tung đòn tấn công quân sự vào Iran trước khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ. Cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân chính của Iran ở Natanz không chỉ làm bùng phát xung đột tại khu vực mà còn đặt ra thách thức nghiêm trọng về chính sách đối ngoại trong Joe Biden nếu ông chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Giới chuyên gia cho rằng điều này khó xảy ra nhưng không phải là bất khả thi, nhất là với một người khó đoán như ông Trump. Ông Imad Harp, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Ả Rập ở thủ đô Washington, cho biết nhiều yếu tố có thể thúc đẩy ông Trump ra lệnh tấn công Iran trong những tuần tới, như để lại di sản là Tổng thống Mỹ trừng phạt được Tehran và ngăn ông Biden đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân. Vào thứ Bảy tuần trước, ngày 21 tháng 11, thì quân đội Mỹ đã triển khai máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông chỉ vài ngày sau khi chính phủ Tổng thống Trump tuyên bố rút một phần binh sĩ khỏi Afghanistan và Iraq. Bộ Tư lệnh Trung bộ Mỹ phụ trách Trung Á và Trung Đông cho biết pháo đài bay B-52H sẽ mang sứ mạng ngăn chặn nguy cơ xâm lược và trấn an các đối tác và đồng minh của Mỹ. Chưa rõ là pháo đài bay này sẽ bay đến đâu, nhưng nhiều người cho rằng chuyến bay này nhằm gửi thông điệp đến Iran cùng những lực lượng được Tehran hậu thuẫn trong khu vực. Thực vị căng thẳng giữa Mỹ và Iran không phải chỉ mới diễn ra trong thời gian gần đây. Kể từ khi Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương ký kết vào năm 2015, thì chính quyền Washington đã gia tăng áp lực đối với chính quyền Tehran. Trong đó có các lệnh cấm vận đối với Iran về xuất khẩu dầu, hệ thống ngân hàng và quân đội. Các thanh sát viên Liên Hợp Quốc xác nhận Iran đã gia tăng lưu trữ uranium làm dầu vi phạm thỏa thuận năm 2015 mà Mỹ đã rút. Chính phủ Iran luôn bác bỏ các cáo buộc về nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Trong một động thái mới đây nhằm siết chặt lệnh cấm vận với Iran, thì ông Trump đã ra quyết định cấm vận 5 công ty của Trung Quốc và Nga bị cáo buộc liên quan đến chương trình tên lửa của Iran. Các lệnh cấm vận mới nhất liên quan đến các công ty Chengdu Best New Materials và Zibo Ilim của Trung Quốc và các công ty Ninko Group, Elecan và Avia Zapchas của Nga. Song song đó, thì ông Elliot Abraham, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Mỹ về vấn đề Iran cho hay, Bộ Tài chính Mỹ dự định công bố thêm các lệnh cấm vận đối với Iran trong vài tuần tới liên quan đến các vấn đề vũ khí hủy diệt hàng loạt và vi phạm nhân quyền. Ngay sau đó, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã kịch liệt phản đối và nói sẽ đáp trả Mỹ. Còn về phía Nga thì đến nay vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, Nga dọa sẽ đáp trả Mỹ và những nước nào hùa theo Mỹ. Điều gì đã khiến cho chính quyền Moscow lại tức giận như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện ngay sau đây.
Mỹ cùng Nga và một số quốc gia châu Âu đã ký Hiệp ước Bầu Trời Mở vào năm 1992 và có hiệu lực vào năm 2002 nhằm thúc đẩy tính minh bạch về hoạt động quân sự. Theo Hiệp ước, thì 35 quốc gia thành viên được tiến hành các chuyến bay giám sát trên không phận của nhau, nhưng phải thông báo trước 72 tiếng để nước chủ nhà có thời gian phản hồi. Thỏa thuận cho phép những đồng minh và đối tác của Mỹ tiếp cận dữ liệu không ảnh độ nét cao, ngay cả khi họ không có mạng lưới vệ tinh trinh sát hiện đại. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 11, thì Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo nước này rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở Rộng. Theo đó, thì quan chức Lầu Năm Góc khẳng định quân đội Mỹ dự định chia sẻ dữ liệu tình báo và trinh sát từ các vệ tinh với đồng minh NATO nhằm bù đắp khoảng trống thông tin sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước Bầu Trời Mở. Các thành viên NATO và một số nước Đông Âu nhiều lần hối thúc Mỹ duy trì thỏa thuận do lo ngại Nga sẽ rút khỏi Hiệp ước để đáp trả, gây suy yếu an ninh trong khu vực. Ngay sau đó, thì ông Konstantin Gavrilov là trưởng phái đoàn Nga tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí và an ninh quốc phòng tại Vienna, Áo, cảnh báo sẽ đáp trả cứng rắn sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này. Ông nói thêm rằng Nga đang thực sự trông đợi vào tinh thần thiện chí của các nước châu Âu vì họ có nhiều hứng thú với sự tồn tại của Hiệp ước Bầu Trời Mở. Nếu những nước thành viên còn lại hùa theo Mỹ thì chúng tôi sẽ phản ứng cứng rắn trong thời gian ngắn. Quan chức Nga cáo buộc Washington đang chơi trò lừa lọc, cho rằng Mỹ đã yêu cầu các đồng minh châu Âu tham gia hiệp ước để có thể nhận thêm dữ liệu trinh sát từ các chuyến bay trên bầu trời Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng thái độ của Mỹ với Hiệp ước Bầu Trời Mở ngày càng xấu đi kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện các chuyến bay định kỳ qua lãnh thổ Mỹ. Trong khi đó, thì Mỹ đòi hỏi các nước châu Âu chia sẻ dữ liệu không ảnh từ những chuyến qua lãnh thổ Nga. Ở phía Mỹ, quyết định rút khỏi hiệp ước được Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đưa ra sau nhiều tháng đánh giá, trong đó Washington cáo buộc Moscow liên tục vi phạm thỏa thuận như ngăn cản chuyến bay của Mỹ trên không phận Georgia và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Washington cũng cho rằng Moscow lợi dụng những chuyến bay tại Mỹ và châu Âu để xác định cơ sở hạ tầng trọng yếu, xây dựng kịch bản tấn công khi nổ ra chiến tranh. Cùng ngày đưa ra cảnh báo với Mỹ, thì hạm đội phương Bắc Hải quân Nga còn ra mắt tàu ngầm hạt nhân mang tên Kazan có thể diệt mục tiêu cách tầm ngắm khoảng 1.000 km. Mỗi tàu ngầm lớp Yasen-M được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng với 32 tên lửa chống hạm P-800 Onyx hoặc 40 tên lửa chống hạm 3M-54 Kalib, có thể giúp chúng đủ sức đương đầu với cả biên đội tàu chiến đối phương cùng cụm ống phóng ngư lôi cỡ 650mm và 533mm. Các tàu ngầm này còn được trang bị những hệ thống cảm biến hiện đại có khả năng phát hiện mục tiêu dưới nước ở khoảng cách lên đến 600 km, trong khi tàu ngầm hiện đại nhất của Mỹ là USS Virginia chỉ có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 450 km. Giới phân tích phương Tây và nhiều sĩ quan cao cấp của Mỹ cho rằng tàu ngầm lớp Yasen và Yasen-M là đối thủ đáng gờm nhất của Hải quân Mỹ vì độ ồn thấp, tốc độ cao và dàn vũ khí uy lực. Trước căng thẳng giữa Mỹ và Nga, dù không tham gia vào Hiệp ước Bầu Trời Mở Rộng nhưng Trung Quốc lại chỉ trích Washington về việc rút khỏi Hiệp ước này. Trung Quốc cho rằng động thái này đã làm suy yếu lòng tin và sự minh bạch của quân đội và cản trở những nỗ lực kiểm soát vũ khí trong tương lai. Các nhà phê bình cho rằng Bắc Kinh đã thúc giục các nước lớn khác đạt được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí, trong khi chính mình lại từ chối tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào như vậy. Trong khi đó, họ đã tận dụng những hạn chế do Nga và Mỹ đặt ra đối với nhau để giữ an toàn cho bản thân và tham gia vào việc phát triển không hạn chế các loại vũ khí như tên lửa đạn đạo tầm trung, củng cố khả năng quân sự của mình trong trường hợp xung đột về Đài Loan, xung đột biên giới Ấn Độ, Biển Đông và các điểm nóng châu Á khác. Nói về cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ, thì cuộc đụng độ giữa hai nước được bùng phát từ tháng 5 với đỉnh điểm là vụ ẩu đả chết người vào hôm 15 tháng 6, khiến cả Ấn Độ và Trung Quốc đều tăng cường thêm lực lượng gần biên giới, gấp rút chạy đua chuyển nhu yếu phẩm và thức ăn để binh sĩ sống sót trong mùa đông, với nhiệt độ xuống tới âm 30 độ tại vùng núi cao hiểm trở, ít oxy và bị cô lập. Ấn Độ từ giữa tháng 9 đã huy động toàn bộ mạng lưới hậu cần để chuyển hàng trăm nghìn tấn vật tư và nhu yếu phẩm dùng trong mùa đông cho binh sĩ đóng quân dọc biên giới với Trung Quốc. Số vật tư này được tập kết ở Leh, thành phố lớn nhất Ladakh, trước khi được chuyển tới nơi tiếp nhận bằng xe tải trực thăng và nhiều phương tiện khác. Mới đây, thì truyền thông Trung Quốc đưa tin hàng trăm xe tải hạng nặng của quân đội nước này đã chuyển hàng nghìn tấn nhu yếu phẩm dùng trong mùa đông cho binh sĩ đóng tại tiền đồn trên dãy Himalaya. Chiến dịch vận tải kéo dài hơn một tuần nhằm giúp binh sĩ quân đội Trung Quốc PLA đóng ở các tiền đồn của quân đội nước này dọc theo biên giới với Ấn Độ, tích trữ đủ nhu yếu phẩm và khẩu phần ăn để tồn tại tới mùa xuân.
Công ty công nghệ vũ trụ Maxar Technologies ở Mỹ vừa công bố những hình ảnh được chụp vào ngày 28 tháng 10, 2020 tại khu vực thung lũng sông Tosa. Theo đó, thì Trung Quốc có thể đã xây dựng một khu vực trên dãy Himalaya dọc biên giới tranh chấp với Ấn Độ và Bhutan. Thông tin này chắc chắn sẽ khiến cho mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc thêm phần căng thẳng. Cũng theo thông báo của Maxar, Trung Quốc đã có những hoạt động xây dựng bunker quân sự mới gần khu vực Doklam. Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy ngôi làng Bagda mới được xây dựng ở phía Bhutan, tại biên giới tranh chấp và một kho tiếp liệu ở lãnh thổ Trung Quốc, đoạn gần điểm xảy ra tranh chấp căng thẳng giữa quân đội hai nước vào năm 2017. Trong một thông báo mới đây, đại sứ Bhutan tại Ấn Độ, Vetsop Namgyel nói không có ngôi làng Trung Quốc nào ở bên trong Bhutan. Cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Ấn Độ hiện chưa bình luận gì về các thông tin trên. Đài truyền hình NDTV của Ấn Độ là nơi đầu tiên đưa ra các hình ảnh vệ tinh. Trong một bài báo đăng ngày 23 tháng 11 của Thời báo Hoàn cầu, các chuyên gia Trung Quốc đã bác bỏ các tuyên bố của Maxar cũng như thông tin trên truyền thông Ấn Độ về việc một ngôi làng được xây dựng trong lãnh thổ Bhutan. Khu vực Doklam, một dải đất mỏng giáp cả ba nước, hiện được cả Trung Quốc, Bhutan tuyên bố chủ quyền. Doklam cũng là vị trí quan trọng chiến lược với cả Ấn Độ vì nó gần hành lang Siliguri, huyết mạch sống còn giữa New Delhi và các bang miền Đông Bắc. Trong cuộc hội đàm trực tuyến vào tối ngày 26 tháng 11 giữa Thủ tướng Úc ông Scott Morrison, Hội đồng châu Âu ông Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về những hành động đơn phương của Trung Quốc đã gây bất ổn ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt Công ước Liên Hợp Quốc và luật biển. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí nâng cao hợp tác thúc đẩy những lợi ích chung về an ninh và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương, mở rộng khắp Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trước đó, thì quân đội Trung Quốc đã quấy rối một giàn khoan và đội tàu tiếp tế của Malaysia hoạt động tại khu vực ở Biển Đông, chỉ cách bang Sarawak thuộc Malaysia hơn 81 km vào hôm 19 tháng 11. Tương tự, Indonesia cũng nhiều lần bị tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối ở quần đảo Natuna, phía nam Biển Đông. Phát ngôn viên Teku Faisasit của Bộ Ngoại giao Indonesia khẳng định không có khu vực chồng lấn giữa vùng đặc quyền kinh tế Indonesia và vùng biển Trung Quốc. Tuy nhiên, lâu nay Trung Quốc cũng khẳng định vùng biển xung quanh Natuna là ngư trường truyền thống đối với ngư dân Trung Quốc. Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia IMSA cho biết tàu hải cảnh Trung Quốc khẳng định họ đang tuần tra đường chín đoạn phi pháp mà Trung Quốc vạch trên Biển Đông. Indonesia và nhiều nước đã bác bỏ yêu sách về đường chín đoạn phi pháp của Trung Quốc vì nó vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS. Trước tình hình này, thì Mưu trưởng Hải quân Indonesia Đô đốc Yodo Margono mới đây cho biết lực lượng tác chiến hạm đội 1 từ giờ sẽ được chuyển từ thủ đô Jakarta đến quần đảo Natuna. Hạm đội 1 phụ trách các hoạt động tác chiến trên biển và đổ bộ nhằm hỗ trợ kiểm soát biển, thực hiện các mục tiêu chiến lược và duy trì chủ quyền trong lãnh hải. Cũng theo ông Yudo, khi dự báo tình hình xảy ra bất ngờ, chỉ huy lực lượng tác chiến có thể dẫn đầu một chiến hạm để ứng phó. Thưa quý vị, gần đây có nhiều ý kiến cho rằng tại sao Trung Quốc lại có thể ngang nhiên thực hiện được các hành động vi phạm luật pháp quốc tế, từ bắt nạt kinh tế cho đến tranh chấp chủ quyền trên các lãnh thổ tranh chấp, đặc biệt là tăng cường phô trương sức mạnh trên Biển Đông. Đó là bởi vì Trung Quốc đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho điều này từ rất lâu, kể từ sau Đại hội đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC lần thứ 18 năm 2012. Chủ tịch Tập Cận Bình đã hết sức coi trọng sự phát triển của lực lượng vũ trang, chú trọng huấn luyện quân sự, kiểm tra các đơn vị lực lượng vũ trang cấp cơ sở hàng chục lần, đồng thời đưa ra một loạt quyết định quan trọng về việc củng cố và hồi sinh quân đội. Vào tháng 12 năm 2012, ông Tập Cận Bình đã thực hiện cuộc kiểm tra đầu tiên kể từ khi được bầu làm Chủ tịch Trung Quốc đối với lực lượng quân giải phóng nhân dân POA ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, nơi ông nói rằng hiện thực hóa đất nước là ước mơ lớn nhất của quốc gia trong thời hiện đại. Ông nhấn mạnh rằng đó là ước mơ xây dựng Trung Quốc trở thành một quốc gia mạnh và cũng là ước mơ xây dựng lực lượng vũ trang Trung Quốc thành một quân đội hùng mạnh. Vào tháng 11 năm 2013, ông Tập đã thị sát Bộ Tư lệnh Quân khu Tế Nam. Trong khuôn khổ chuyến thị sát của ông tới tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, ông đã kiểm tra việc huấn luyện các tân binh tại một cơ sở huấn luyện, chúc mừng các học viên về sự tiến bộ vượt bậc của họ, đồng thời khuyến khích họ rèn luyện chăm chỉ hơn và trở thành những người lính thực sự càng sớm càng tốt. 4 năm sau, ông lại tiếp tục tổ chức một cuộc duyệt binh lớn tại căn cứ huấn luyện quân sự Yurihe ở khu tự trị Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc để đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập POA. Tương tự, trong năm 2018, ông Tập đã ra lệnh tại một cuộc họp quân đội để huy động các lực lượng vũ trang trong các đợt huấn luyện năm mới, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc huấn luyện thực chiến và khả năng chiến thắng trong các cuộc chiến.
Tôi xin đưa ra mệnh lệnh của mình, các đơn vị quân đội các cấp cần tăng cường huấn luyện quân sự và chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh, đặt huấn luyện quân sự ở vị trí chiến lược và thực hiện hiệu quả của công việc này là nhiệm vụ trọng tâm. Vào tháng 7 năm 2020, ông Tập đã thị sát trường Đại học Hàng không của lực lượng phòng không ở thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc. Ông Tập đã đến sân tập để nói chuyện với các học viên và động viên họ làm việc chăm chỉ và đóng góp vào việc xây dựng quân đội vững mạnh. Mới đây nhất, ông Tập đã thị sát lực lượng thủy quân lục chiến POA tại thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, nơi ông kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi của các lực lượng vũ trang và cải thiện khả năng chiến đấu để xây dựng một quân đội hùng mạnh. Với những người lính thiện chiến, phản ứng nhanh và có khả năng chiến đấu trong nhiều điều kiện khác nhau. Ngoài ra, thì Trung Quốc còn vừa phóng thành công một tàu vũ trụ robot để mang đất đá từ mặt trăng trở lại trái đất. Đây là một trong những nỗ lực đầu tiên của Trung Quốc từ năm 1970, một sứ mệnh nhấn mạnh và tham vọng bành trướng không gian của Trung Quốc. Nếu thành công thì Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ ba thu được các mẫu đá mặt trăng sau Mỹ và Liên Xô. Trong vòng một thập kỷ tới thì Trung Quốc có kế hoạch thiết lập một trạm cơ sở robot không người lái để tiến hành thăm dò vùng cực nam của mặt trăng và có kế hoạch lấy mẫu từ sao Hỏa vào năm 2030. Xin được chuyển sang các tin tức nổi bật khác. Thưa quý vị, một người đàn ông đã lái một chiếc ô tô với những khẩu hiệu phản đối nguệch ngoạc đã đâm vào cổng văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin vào hôm thứ Tư 25 tháng 11. Không có báo cáo ngay lập tức về thương vong và không rõ liệu bà Merkel có ở bên trong tòa nhà hay không. Người tài xế, người có vẻ ngoài trung niên đã được đưa đi trên một chiếc xe lăn. Cảnh sát nói rằng họ không nghi ngờ rằng đó là một cuộc tấn công cực đoan, mặc dù châu Âu đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Hồi giáo ở Paris, Nice và Vienna. Các nhà lập pháp của Quốc dân đảng KMT, đảng đối lập chính quyền của bà Thái Anh Văn, đã ném ruột lợn vào các nhà lập pháp khác trong Quốc hội vào hôm thứ Sáu ngày 27 tháng 11 trong một cuộc tranh cãi gay gắt về việc nới lỏng nhập khẩu thịt lợn của Mỹ. Trước đó, thì nhiều người đã thể hiện sự tức giận với chính quyền của nhà lãnh đạo Thái Anh Văn và Đảng Dân Chủ Tiến Bộ DPP cầm quyền vì đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt heo Mỹ vốn được cho là có chất tạo nạc. Trong khi quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhận được sự hoan nghênh của Washington, song vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của KMT và những người ủng hộ đảng này ở Đài Loan. Trong một cuộc họp khác vào tháng 9, các thành viên Quốc dân đảng đã chặn Thủ tướng Su Teng Chang gửi báo cáo và đặt câu hỏi bằng cách chiếm bục nơi ông phát biểu để phản đối quyết định về thịt lợn. Sau đó, khi ông Su Teng Chang phát biểu, các nhà lập pháp Quốc dân đảng đã ném những xô và một số vụ đánh nhau đã xảy ra. KMT là đảng đối lập chính tại Đài Loan hiện nay và từng nắm quyền liên tục tại vùng lãnh thổ này. Kể từ khi bà Thái Anh Văn lên cầm quyền năm 2016, KMT dần đánh mất cảm tình của người dân trên đảo. Hiện KMT đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tại Đài Loan về việc nhập khẩu thịt heo Mỹ. Xin chuyển sang một thông tin khác, hàng nghìn người biểu tình đã tấn công siêu thị Carrefour Brazil ở thành phố Porto Alegre, miền nam của Brazil sau khi các nhân viên an ninh đánh chết một người đàn ông da đen 40 tuổi. Kênh truyền hình cáp Global News dẫn lời cảnh sát quân sự bang Rio Grande do Sul cho biết vụ giết người đã gây ra các cuộc biểu tình tại khắp nơi trên lãnh thổ Brazil. Nạn nhân được cha mình xác định là João Alberto Silveira Freitas, 40 tuổi. Các đoạn video về vụ việc nhanh chóng được lan truyền trên các mạng xã hội và trên truyền hình địa phương. Trang tin G1 sau đó đã đưa tin rằng một phân tích ban đầu của Viện Pháp Y Nhà nước cho thấy nguyên nhân cái chết có thể là do ngạt thở. Tại Porto Alegre, những người biểu tình đã phát các nhãn dán mô tả logo Carrefour bị dính máu và kêu gọi tẩy chay chuỗi cửa hàng này. Họ giơ biểu ngữ bằng tiếng Bồ Đào Nha có nội dung Black Lives Matter và kêu gọi công lý cho Beto, biệt danh của nạn nhân. Cuộc biểu tình trở nên bạo lực khi những người biểu tình đập vỡ cửa sổ và xe giao hàng trong khu vực đổ xe của siêu thị. Một nhân chứng cho biết cảnh sát bắn hơi cay vào những người biểu tình. Tại Sao Paulo, hàng chục người biểu tình dùng đá đập vỡ cửa sổ của một cửa hàng Carrefour. Tại Rio de Janeiro, khoảng 200 người biểu tình hò hét tụ tập bên ngoài một cửa hàng Carrefour khác. Trong khi đó, ở Colombia, thì các công đoàn và nhân viên y tế vừa qua cũng đã xuống đường ở thủ đô Bogota để phản đối các hành động bạo lực của chính phủ khi một số nhà lãnh đạo xã hội bị giết hại. Cuộc biểu tình đã trở thành bạo lực khi người biểu tình đụng độ với các nhân viên an ninh tại quảng trường Bolívar.
những người biểu tình tấn công xe cộ, phá hoại xe buýt công cộng và các trạm giao thông, đồng thời phong tỏa một số đường phố. Cảnh sát chống bạo loạn đã sử dụng hơi cay để giải tán những người biểu tình đang phá hoại xe của công chức gần Đại học Quốc gia, nơi thường xảy ra các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Thị trưởng Bogota Claudio Lopez nói trên Twitter rằng chúng tôi sẽ không cho phép những kẻ phá hoại xâm nhập trà trộn vào những người biểu tình ôn hòa. Chúng tôi sẽ đối đầu với họ bằng vũ lực và truy tố công khai. Còn tại Pháp thì hàng ngàn người biểu tình đã xuống đường ở thủ đô Paris vào hôm 21 tháng 11 để phản đối một dự luật an ninh mới đang được tranh luận tại Quốc hội. Dự luật được đề xuất sẽ hình sự hóa việc chia sẻ hình ảnh của các sĩ quan cảnh sát đang làm nhiệm vụ trừ khi khuôn mặt của họ bị mờ. Video đăng trên mạng xã hội cho thấy một đám đông lớn tập trung biểu tình tại quảng trường Trocadéro gần tháp Eiffel. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về vụ việc này khi có những diễn biến mới. Thêm một thông tin nổi bật tại Pháp vào đầu tuần này, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã ra hầu tòa tại Paris với tội danh tham nhũng. Ông Nicolas Sarkozy là cựu Tổng thống Pháp thứ hai phải ra hầu tòa sau cố Tổng thống Jacques Chirac. Vụ việc xảy ra sau khi các nhà điều tra sử dụng máy nghe lén điện thoại để xem xét các cáo buộc rằng ông Sarkozy đã cố tình dùng ảnh hưởng của mình để tiếp cận hồ sơ liên quan đến vụ điều tra về việc ông bị cáo buộc nhận tiền từ các cựu lãnh đạo Libya Gaddafi trong cuộc tranh cử năm 2007. Khi các nhà điều tra nghe lại các cuộc gọi của ông Sarkozy, họ bắt đầu nghi ngờ rằng ông đã đề nghị thẩm phán thăng chức để đổi lấy thông tin về một cuộc điều tra khác, cáo buộc rằng ông đã chấp nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp từ người thừa kế L'Oréal Liliane Bettencourt cho cùng một chiến dịch chính trị. Ông Nicolas Sarkozy là tổng thống Pháp từ năm 2007 đến năm 2012. Và năm 2018, ông bị truy tố các tội tham nhũng thu lợi từ các quỹ công bị biển thủ và tài trợ tranh cử bất hợp pháp. Hiện tại, ông vẫn đang bị xét xử về các tội danh này. Trong khi đó, vào hôm thứ Năm 26 tháng 11, một tòa án ở Campuchia đã mở phiên tòa xét xử tội phản quốc đối với hơn 100 thành viên và những người ủng hộ phe đối lập. Đây là vụ án bị các nhà hoạt động lên án là do Thủ tướng Hun Sen làm nhằm đè bẹp các đối thủ của ông. Phiên tòa xử hơn 120 chính trị gia đối lập được khai mạc tại Phnom Penh, nhưng quy trình tố tụng tiếp theo được hoãn sang năm sau. Tổng cộng 121 bị cáo đều liên quan đến Đảng Cứu Nghị Quốc gia Campuchia, gọi tắt là CNLP, đã bị giải thể, được yêu cầu trình diện tại phiên tòa hôm nay. Tuy nhiên, chỉ 34 bị cáo xuất hiện tại phiên tòa ở thủ đô Phnom Penh do nhiều người đang sống lưu vong. Các bị cáo và nhân viên tòa án đến phiên xử trong bối cảnh an ninh được thắt chặt. Hầu hết phóng viên không thể vào trong và cảnh sát nói rằng phòng xử án đã chật cứng. Một số bị cáo phàn nàn rằng họ không được xem cáo trạng chống lại mình trước phiên tòa, trong khi một số tin rằng họ bị truy tố vì đã ủng hộ chuyến trở về bất thành từ Pháp của thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy năm ngoái. Sau 2 giờ xét xử, khi các luật sư đề nghị có thêm thời gian chuẩn bị, thẩm phán quyết định chia vụ án thành hai, phiên tòa được hoãn lại. Các phiên xử tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 1 và tháng 3 năm sau. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc Johanna Schmidt cho rằng các phiên tòa xét xử thành viên đối lập dường như có động cơ chính trị, thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, chính phủ Campuchia khẳng định các bị cáo đã phạm tội nghiêm trọng và quy trình tố tụng được tuân thủ đầy đủ. Cùng ngày 26 tháng 11, thì một tòa án ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên án chung thân với 337 nghi phạm liên quan đến cuộc đảo chính vào năm 2016 nhằm lật đổ Tổng thống nước này, ông Recep Tayyip Erdogan. Trong số 475 bị cáo có mặt tại phiên tòa thì 365 trường hợp đã bị tuyên án tù. Đây là phán quyết mới nhất trong một loạt vụ án bắt đầu từ năm 2017 nhằm xét xử những người bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ trong cuộc đảo chính khiến ít nhất 250 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương. Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết 25 phi công đã bị tuyên án chung thân. Các công tố viên cáo buộc rằng cựu chỉ huy không quân Akin Öztürk và những người khác tại căn cứ không quân Akinci đã chỉ đạo cuộc đảo chính đánh bom các tòa nhà chính phủ và âm mưu ám sát Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Các phiên tòa xét xử bắt đầu kể từ tháng 8 2017 và tính đến nay, hơn 2.800 người lãnh án tù chung thân, hơn 100.000 viên chức bao gồm giáo viên và thẩm phán đã bị sa thải hoặc đình chỉ công tác vì bị tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính năm 2016. Thực vị Bộ trưởng Nội các Scotland bà Nicola Sturgeon cũng là lãnh đạo đảng ủng hộ dân tộc chủ nghĩa độc lập cho Scotland. Mới đây cho biết bà hy vọng vào năm 2021 quốc gia này sẽ có một cuộc trưng cầu ý dân về độc lập để quyết định con đường tiếp theo sẽ đi.
Trong một cuộc trưng cầu ý dân lần trước vào năm 2014, người dân Scotland đã bác bỏ ý tưởng độc lập khỏi Vương quốc Anh với tỷ lệ 55% phản đối, 45% ủng hộ. Tuy nhiên, việc ứng phó COVID-19 không tốt gần đây, cũng như Vương quốc Anh sẽ rút khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2021, đang thúc đẩy nhiều người Scotland ủng hộ độc lập hơn, theo các cuộc thăm dò gần đây cho biết. Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiều lần bày tỏ cuộc trưng cầu dân ý năm 2014 đã phản ánh ý nguyện của người dân Scotland và nó nên được tôn trọng. Scotland không nên tổ chức bất kỳ cuộc trưng cầu ý dân nào về độc lập nữa trong thời gian gần. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Thế giới trong tuần trên FBNC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thu Hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.